Xin chào các bạn. Thì cấu trúc ngữ pháp của bài số 4 thì các bạn có hiểu không ạ? Có hiểu rõ không ạ? Động từ thì gồm có động từ ở dạng hiện tại khẳng định vemas, phủ định thì là vemasen, quá khứ thì vemasta, phủ định thì là vemasendesta. Thứ nhỉ? Và sau đó là làm gì vào lúc đầu đó thì ta có chủ ngữ quá này, cộng với danh từ thời gian, nếu như là con số cụ thể thì ta có ý, còn nếu như không là con số cụ thể thì ta không có ý. Và sau đó ta cộng với động từ, đúng nhỉ? Thì của động từ nó sẽ phụ thuộc vào cái danh từ thời gian này. Nếu như mà động từ ở dạng quá khứ thì ta sẽ phải dùng ở dạng quá khứ. Tiếp theo nữa là dạng thời gian 1 cả đà, thời gian 2 ma đế và cộng với động từ. Đó là thực hiện V từ thời gian 1 đến thời gian 2. Ví dụ như là học từ 7 giờ đến 8 giờ thì sẽ là 7 giờ là Shichiji kara Hachiji ma đế và học thì là Benkyou shimasu. Đấy là học từ 7 giờ đến 8 giờ. Còn đối với việc mà làm việc của cơ quan tổ chức, nói về thời gian làm việc của cơ quan tổ chức thì ta có mẫu câu đó là cơ quan tổ chức này cộng với quá này cộng với thời gian 1 kara cộng với thời gian 2 ma đế và kết thúc bằng des, không có động từ nhé. Nói về thời gian của cơ quan tổ chức thì không có động từ, ta chỉ cần thời gian 1 cả là thời gian 2 ma đế và des, nó xong, được chưa? Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học về bài số 5, ngữ pháp bài số 5. Thì ngữ pháp của bài số 5 ấy, đó là nói về động từ di chuyển đi đến đâu, trở về đâu hay là đến đâu. Cấu trúc đầu tiên nói về động từ di chuyển, nhớ nhỉ? Đó là đầu tiên thì bao giờ cũng thế, chủ ngữ này, chủ ngữ là người thực hiện hành động mà, trong đối với động từ đúng không, chủ ngữ hóa này, sau đó địa điểm đi đến đâu đấy, được chưa? Địa điểm hướng đến đấy, được chưa? Và cộng với ế, và sau đó cộng với động từ di chuyển, cộng với verb di chuyển thì thầy gọi là cái này gọi là VDC, là tức là động từ di chuyển cái gì. Thì động từ di chuyển thì gồm có ikimasu là đi, kimasu thì đến, à ikimasu thì có thể ai dịch là đi đến cũng không được nhá, đi đến đâu đó đi chợ, còn kimasu là đến đâu đó thôi nhá. Thì cái kimasu này dùng như thế nào? Có nghĩa là ta phải ở đó rồi ta mới nói đến đó, đúng nhỉ? Ví dụ các bạn ở đây rồi, các bạn phải ở cái địa điểm này rồi thì các bạn mới nói đến đây nhá, được chưa? Chứ còn không thể các bạn đang ở đây mà các bạn bảo bây giờ đang ở tôi đến chỗ bưu điện kia là không được nhé, không thể dùng từ kimasu được, các bạn phải ở đó rồi các bạn mới nói đến đó. Tiếp theo là kaerimasu, đây là trở về. Trở về thì chú ý nhá, đừng có bao giờ nói đi đến nhà mình nhá, đã gọi nhà mình thì chỉ có trở về với đến nhà mình thôi, chứ còn trở về nhà mình thôi, chứ còn không ai nói là tôi đi đến nhà tôi cả, đã gọi đi đến nhà tôi thì không phải nhà tôi nữa rồi, đúng không? Hay là trở về nước nữa nhỉ, thì không ai nói là đi về nước cả. Do vậy thì đối với cái việc mà kuni ở phía trước này thì ta có thể dùng từ kaerimasu nhá, không ai dùng ikimasu đâu nhé. Nào ví dụ nào, tôi đi siêu thị thì tôi thì được bỏ đúng không, chủ ngữ mà, tôi đi siêu thị, siêu thị là super, chủ ngữ thì được bỏ rồi. Vậy thì super này địa điểm, sau đó là động với ế và cộng với đi, được chưa? Tôi đi đến siêu thị. Tôi ở đâu rồi? Tôi thì cái gì tôi bỏ đây nhá. Trong tiếng Nhật thì ta viết không có chủ ngữ, nhưng mà khi sang tiếng Việt thì ta phải có chủ ngữ. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là trong tiếng Việt mà ta cùng mà không có chủ ngữ vị ngữ thì người ta chỉ bố cho, người ta bỏ là thằng mất dạy. Nhá. Thì ở đây thì ta vẫn dịch như thế nhá. Tôi đi đến siêu thị hay là
tôi trở về nhà. Uchi e kaerimasu. Kaerimasu. Được chưa? Thế bây giờ đi đâu vào lúc nào? À, lại nhớ đến bài số 5. À, bài số 4. Làm gì vào lúc nào đấy? Đó là danh từ thời gian cụ thể và cộng với lý và cộng với động từ, đúng không? Ví dụ ở trong này thì sách này thì có trợ từ, đó là từ thời gian nào? Gakko đi. Hàng sáng tôi đi học lúc 7 giờ. Thì đầu tiên hàng sáng thì ta đặt đằng trước này. Hàng sáng là mai asa. Tôi thì được bỏ. Đấy chưa? Tôi là chủ ngữ mà, tôi là người thực hiện động thì tôi trong tiếng Nhật thường bị được bỏ. Đi học đến thường đi đến trường lúc 7 giờ. Thì vậy thì là 7 giờ thì ta sẽ đặt ở đằng trước. Được chưa? Thời gian này. 7 giờ này. Shichi ji ni. Và sau đó là supa ikimasu. Nhớ nhá, cái cụm supa này, địa điểm này cộng với cái này ấy, thì bao giờ nó cũng là cùng một khối nhá. Nó cũng liền một khối. Còn những cái mà thành phần phía trước thì ta cứ đặt ở đằng trước thôi. Vậy thì có ở trong này có thành danh từ thời gian. Hàng sáng tôi đi học lúc 7 giờ. Thì cái 7 giờ này ta đặt ở phía đằng này nhá. Đằng sau nếu mà các bạn viết động từ thì viết chủ ngữ thì sau cái chủ ngữ gì? Sau cái khóa đấy. Thì chi gì ni? Gặp cô là trường học. Gakko e ikimasu. Thì hàng sáng thì là cái gì đó diễn ra thường xuyên. Thì chú ý nhé, cái cụm này ấy luôn luôn nó sẽ phải đi với liền một khối nhé. Gakko e ikimasu. Được chưa? Hàng ngày tôi đi đến trường lúc 7 giờ. Câu khác này. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Nào, cùng phân tích nhá. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Chủ ngữ ở đây là tôi. Vậy thì chủ ngữ thì được bỏ đi. Được chưa? Tiếp theo là vào tháng 6. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Thì bây giờ tháng 6 ta viết, ta đặt phía trước này. Tháng 6 là con số cụ thể thì ta sẽ có ní. Tiếp theo là đến đâu đó, đến Nhật đúng không? Địa điểm ở đây là Nhật là Nihon. Và đến thì là Kimashita. Được chưa? Tôi đâu rồi? Watashi wa. Được chưa? Tôi này, nếu mà bỏ đi nhá. Tôi đã đến đâu? Nhật vào tháng 6. Đấy nhá. Bao dạng thế, dịch từ chủ ngữ này, sau đó đến động từ này và ngược lại. Tôi đã đến Nhật vào tháng 6. Được không ạ? Nhớ nhá. Thì đây, cái tháng thời danh từ thời gian này ta đặt ở đằng sau. Quá. Đằng sau quá tức là đằng sau cái mà xác định chủ ngữ ấy. Nào, các bạn đặt câu cho thầy. Ngày mai bạn đi đâu? Ngày mai bạn đi đâu? Tôi đi đến ngân hàng. Tôi đi đến ngân hàng. Đây nhá, đi đến đây. Tôi đi đến ngân hàng. Được chưa? Rồi. Chú ý trường hợp mà không đi đâu cả. Trường hợp nói không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Đó là đầu tiên. Đâu thì là đố cổ. Được chưa? Thế bây giờ không đi đâu cả thì ta có cấu trúc như sau, đố cổ này. Hướng tới của động từ di chuyển là ế đúng không? Để chưa? Ế này và ta cộng với mố. Thì cái ế này ta có thể có và cũng không thể, ta cũng có thể bỏ đi được.
đốt của ế mố hoặc đốt của mố để được nhé. Và ta cộng với động từ ở dạng phủ định. Đây này, tôi không đi đâu cả, tôi không đi đâu cả. Nghi vấn từ cộng với mố và cộng với động từ phủ định. Tôi không đi đâu cả, tôi không đi đâu cả. Được chưa? Nghi vấn từ này cộng với mố này và cộng với động từ ở dạng phủ định thì ế này có thể có, mà bỏ đi cũng không sao nhé. Rồi, đấy là đi đến đâu, chủ ngữ này, chủ ngữ là thực hành động này, quá này, địa điểm này, hướng tới này, cộng với ế này, cộng với động từ di chuyển. Tiếp theo, đi đâu bằng gì? Đi đâu bằng gì? Thì đầu tiên là ta có phương tiện này. Đầu tiên là chủ ngữ đã. Chủ ngữ quá. Tuy nhiên chủ ngữ trong tiếng Nhật thường bị được bỏ nhá. Phương tiện này. Được chưa? Cộng với đế. Cộng với đế. Cộng với địa điểm. Hướng đến. Trong đó, đế là trợ từ xác định phương tiện di chuyển. Đế là trợ từ xác định phương tiện di chuyển. Di chuyển. Ế là trợ từ xác định địa điểm hướng đến. Thì trong tiếng Nhật, khi mà xác định cái gì thì nó sẽ đứng sau cái đó cái gì? Xác định phương tiện di chuyển thì sẽ đứng sau phương tiện di chuyển. Xác định địa điểm thì sẽ đứng sau địa điểm. Nhá. Ế, ta đọc là ế nhá, ta không đọc là hế đâu. Ế. Ở đây là đế. Thế ví dụ này. Tôi đi đến trường bằng xe đạp. Xe đạp là jitensha. Tôi thì chủ ngữ là được bỏ đi. Jitensha. Đế này. Sau đó là địa điểm hướng đến là trường học. Gakko e và đi là ikimasu. Được chưa? Tôi đi đến trường bằng xe đạp. 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 Câu khác. Các bạn chép đi. Câu khác này. Câu khác nhá. Tôi trở về nhà bằng taxi. Chủ ngữ đây là tôi đúng không? Tôi thì được bỏ. Tiếp theo là phương tiện di chuyển này. Phương tiện di chuyển ở đây là taxi. Được chưa? Đây là katakana. Taxi. À, xin lỗi. Taxi là phương tiện di chuyển. Thì taxi đế. Và địa điểm hướng tới đây là về nhà. Được chưa? Về nhà. Nhà thì sẽ là uchi. Và cộng với động từ xác định gì địa điểm ế và sau đó trở về là kaerimas. Đấy, tôi sẽ về nhà bằng taxi. Tôi này, tôi thì được bỏ rồi nhé. Tôi này sẽ trở về, tại vì là động từ ở đây là dạng mát, mà dạng mát là dạng hiện tại hoặc tương lai thì ta sẽ dịch là sẽ. Tôi sẽ trở về, tôi sẽ trở về nhà bằng taxi. Đấy, dịch thế, chủ ngữ này, động từ này và dịch ngược lại.
tôi sẽ trở về nhà bằng taxi. Thế à, câu hỏi đi đâu bằng gì? Câu hỏi đi đâu bằng gì? Được chưa? Thế ta có phương tiện bằng gì thì là phương tiện là nan đế. Nan phương tiện thì là đồ vật mà nghi vấn từ của đồ vật là đế. À xin lỗi, lan. Được chưa? Vậy thì nan đế địa điểm này, địa điểm hướng tới. Địa điểm hướng tới cộng với ế và cộng với động từ di chuyển và cộng với cá. Được chưa? Ví dụ bạn đến đây bằng gì? Bạn đến đây bằng gì? Đúng không? Bạn đến đây bằng gì? Thì bạn đến đây rồi, đã đến đây rồi đúng không? Bạn đã đến đây bằng gì đi? Vậy thì là bạn sẽ là anatta. Nhưng mà chủ ngữ thường lệ đỏ, vậy thì là ta sẽ chỉ còn là nan đế. Được chưa? Đây, phương tiện này. Nan đế. Địa điểm là ở đây. Hôm trước thì chúng ta đã học là ở đây là Koko. Koko e kimashita ka. Đúng nhỉ? Nan đế Koko e kimashita ka. Bạn đã đi đến, bạn đã đến đây bằng gì? Bạn này đã đến này. Đã đến đây bằng gì? Được chưa? Bạn đã đến đây bằng gì? Được chưa? Vậy các bạn đặt câu cho thầy nào. Hàng ngày bạn đến trường bằng gì? Trả lời. Tôi đi đến bằng xe, đi đến bằng xe buýt. À xin lỗi nhé, câu hỏi sẽ là hàng ngày bạn đi đến trường bằng gì? Trả lời. Tôi đi đến bằng xe buýt. Chú ý. À, thế bây giờ trường hợp mà đi đi bộ thì sao? Trường hợp đi bộ. Trường hợp đi bộ thì ta sẽ dùng aruite. Aruite là đi bộ và không có đế. Không có đế. Ví dụ tôi đi bộ đến trường. Tôi đi bộ đến trường. Thì đây chủ ngữ là tôi thì được bỏ đi. Tiếp theo địa điểm là gì? À phương tiện là gì? Đầu tiên là phương tiện đã. Phương tiện để đi bộ đúng không? Đi bộ là aruite. Aruite. Aruite và không có đế nhá. Được chưa? Aruite và địa điểm hướng đến là trường. Trường là gakko. Và trợ từ xác định địa điểm hướng đến là ế. Tiếp theo là động từ ở đây là đi, đúng nhỉ? Ikimasu. Tôi đi bộ đến trường. Tôi bỏ rồi. Tôi đi bộ đến trường. Đấy, tôi đi bộ đến trường. Nhé. Tôi đi bộ đến trường. Vậy thì cấu trúc này. Cấu trúc này. Aruite. Aruite không có đế. Aruite cộng với địa điểm hướng đến. Địa điểm hướng tới nha. Cộng với ế và cộng với động từ di chuyển. Đấy. Đấy là đi bộ đấy. Nha.
thì của câu sẽ phụ thuộc vào thời gian, danh từ thời gian. Được rồi ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ học đến câu trúc tiếp theo. Đó là đi đâu cùng với ai? Đi đâu cùng với ai? Ba. Đi đâu cùng với ai? Thì các cấu trúc như sau. Đầu tiên thế, chủ ngữ quá. Tuy nhiên chủ ngữ thường bị được bỏ, thế để dấu này. Chủ ngữ quá này. Tiếp theo là cùng với ai? Thì ta có ai đó cộng với cái từ này, đó là từ tố. Và sau đó là địa điểm hướng tới cộng với ế và cộng với động từ di chuyển. Trong đó tố thì xác định đối tượng cùng di chuyển. Nhớ nhá, nó xác định cái gì thì nó sẽ đứng sau cái đó. Ế là xác định cái gì nhỉ? Ế là xác định địa điểm hướng tới. Ế là xác định địa điểm hướng tới. Đúng rồi. Đó, em check đi. Ví dụ này. Tôi đến trường cùng với bạn. Chủ ngữ đây là tôi thì được bỏ. Được chưa? Tiếp theo, cùng với bạn sẽ là Tomodachi. Tomodachi. Được chưa? Cùng với bạn Tomodachi. Và tiếp theo là tố. Tiếp theo địa điểm hướng tới là tôi đi đến trường, đúng nhỉ? Địa điểm hướng tới là trường. Trường là gakko. E ikimasu. Tôi đi đến trường cùng với bạn. Tôi đi đến trường cùng với bạn. Tôi đi đến trường cùng với bạn. Chà. Tiếp theo. Tôi đi siêu thị cùng với mẹ. Mẹ sẽ là hà ha. Tôi thì được bỏ rồi. Hà ha tố. Địa điểm hướng tới là siêu thị. Supa. E ikimasu. Cũng thế. Tôi đi đến thôi bỏ đi. Tôi đi đến siêu thị cùng với mẹ. Tôi đi đến siêu thị cùng với mẹ. Hay tôi đi siêu thị cùng với mẹ cũng là thế. Rồi, các bạn viết cho thầy câu này nhé. Tôi trở về nhà cùng với anh trai. Muốn biết anh trai là gì ấy thì các bạn hãy xem lại cái phần bài gia đình nhé. Bài gia đình ở đây. Câu khác này.
Bạn đến đây cùng với ai? Trả lời: tôi đến cùng với người yêu. Nào, thế bây giờ câu hỏi nhé, đó là đi đâu cùng với ai? Ta có ai sẽ là đá để tố, rồi địa điểm hướng tới, cộng với ế và cộng với động từ di chuyển và cộng với cá. Được chưa? Nhớ đóng khung cái câu này nhé. Bạn đến đây cùng với ai đấy? Hay là bạn đi đâu cùng với ai đấy? Ví dụ này, câu này: bạn đi siêu thị cùng với ai? Bạn đi siêu thị cùng với ai? Sẽ là đá để là ai mà tố. Địa điểm hướng đến là siêu thị sư pá ế, và đi đến là ikimasu, và cuối cùng thì sẽ là cá. Bạn sẽ đi đến siêu thị cùng với ai? Rồi, thế bây giờ trường hợp, chú ý này, trường hợp mà đi một mình. Đi một mình thì sao? Trường hợp đi một mình, chúng ta có cách nói như sau. Đó là dùng hitori de và không có tố. Hitori de và không có tố. Hitori de và không có tố. Đây, cấu trúc như sau: hitori de cộng với địa điểm hướng đến, hướng tới đi, cộng với ế và cộng với động từ di chuyển. Đấy, cấu trúc mà đi đâu một mình đấy. Các bạn chỉ cần xác định và các bạn lắp vào đây là xong. Hitori de cộng với địa điểm hướng tới cộng ế cộng động từ di chuyển. Tôi đi một mình đến trường. Tôi là chủ ngữ này. Một mình là hitori. Địa điểm là trường, thay vào đây. Và ế, động từ di chuyển là đi. Rồi, còn một cái phần nữa, đó là cái phần chữ yố. Thì các bạn hãy đọc ở trong sách nhé. Ở trong sách cái quyển mà bản dịch và giải thích ngữ pháp này này. Thì trong đó thì nó có giải thích rồi. Chữ yố là đặt ở cuối câu khẳng định để nhằm nhấn mạnh cái ý của mình, hoặc để nhấn mạnh cái ý mà người nghe chưa biết. Rồi, tổng kết. Tổng kết: đi đâu làm gì cùng với ai vào lúc nào? Đi đâu này, làm gì này, à xin lỗi, chưa có làm gì. Đi đâu, bằng gì, cùng với ai, vào lúc nào? Được chưa? Đi đâu làm gì cùng với ai vào lúc nào? Thế làm sao để viết được câu này? Thì các bạn đã, thầy đã luôn nói nhắc đến cái phần trợ từ đúng không? Trợ từ là xác định. Xác định cái gì thì đứng sau cái đó. Và nó sẽ đi liền một khối nhé. Được chưa? Nó sẽ đi liền một khối. Vậy thì trong mẫu câu di chuyển này ấy, thì cái động từ di chuyển luôn luôn đặt ở cuối cùng này. Tiếp theo là ế này. Được chưa? Tiếp theo là ế. Và tiếp theo là địa điểm hướng tới. Hướng tới. Thì cái này là một khối. Cái này là một khối, bao giờ nó đặt ở phía dưới này nhá. Nếu như các bạn không biết thì các bạn có thể viết như thế. Đầu tiên là động từ di chuyển này, cộng với ế này, cộng với địa điểm hướng tới này. Đây là một khối. Được chưa? Đây là một khối. Đấy, đây là một khối. Được chưa? Tiếp theo này,
bằng gì là một khối, cùng với ai là một khối, vào lúc nào là một khối. Thì ba cái khối còn lại này này, ba khối này bằng gì, cùng với ai, vào lúc nào. Các bạn có thể đặt ở vị trí ở phía trước này nhé. Đặt như thế nào cũng được. Có thể là cùng với ai đặt lên trước, bằng gì, vào lúc nào có thể đặt lên trước, cùng với ai. Đấy chưa? Nó từng khối một. Khối A này, khối B này, khối C này. Đặt ở phía trước của cái này. Đây, phía trước này. Và các bạn, cái vị trí của nó có thể thay đổi. A lên trước B, B lên trước A, C lên trước B. Cái này không có quy tắc nào. Các bạn đặt như thế nào cũng được nhé. Được chưa? Vậy thì thầy viết này. Ví dụ đi đâu cùng với ai này, vào lúc nào này. Thì ta có này, bây giờ thầy viết vớ vẩn đi. Thầy viết loạn này nhé. Một trường hợp thôi. Nào đầu tiên là cùng với ai. Tí ta có ai đó này. Sau đó là cộng với gì nhỉ? Tố. Được chưa? Đây là một khối nhá. Được chưa? Tố. Thầy đặt là B này. Tiếp theo là bằng gì. Bằng gì là phương tiện này. Phương tiện cộng với đế này. Đúng nhỉ? Đây là tiếp theo vào lúc nào. Ta có thời gian. Thời gian làm sao nhỉ? Thời gian phải cụ thể nhé. Và sau đó là cộng với ní. Đấy chưa? Đây là một khối nữa. C. Vậy thì cái ABC này đặt như thế nào cũng được. Đặt cái C lên trước đầu tiên này cũng được. Đặt cái A lên trước đầu tiên cũng được. Còn cái này, cái khối này này, địa điểm hướng tới cộng ế, cộng với động từ di chuyển, bao giờ nó cũng là một cái cùng. Và cái khối này, và giữa những khối này không thể tách ra nhé. Các bạn không thể đặt ní vào đằng trước phương tiện được, đằng sau phương tiện được. Hay đặt, các bạn đặt đế đằng trước thời gian, đằng sau thời gian. Không được nhé. Xác định cái gì thì nó đứng sau cái đó. Ní là xác định thời gian cụ thể diễn ra hành động. Đế là xác định phương tiện. Tố là xác định đối tượng cùng hành động. Và thứ ba, tuần sau tôi sẽ đến đi Nhật bằng máy bay cùng với Hùng. Được chưa? Thì tương tự như vậy thôi. Đầu tiên địa điểm động từ di chuyển ở đây là đi, đúng không? Đây đi. Đi sẽ là ikimasu. Đúng nhỉ? Trước nào nó sẽ là ế. Và địa điểm hướng đến là Nhật, đúng nhỉ? Nihon. Được chưa? Rồi. Đây là xong rồi nhá. Thế bây giờ ta chỉ còn xác định được cái khối này thôi. Bằng thôi, cùng với thôi. Thế thì ta đặt ở vị trí nào cũng được. Thế bây giờ thầy ví dụ như là với Tùng đi. Thì ta sau có, với Hùng chứ. Thì sau tên người khác thì ta sẽ phải có Sằng nhỉ? Cùng với ai thì ta sẽ có Tố, trợ từ. Tiếp theo, bằng máy bay nè. Hikokide. Rồi, thứ ba tuần sau sẽ là Rai siêu đi. Hùng Sẵn Tố Rai siêu. No. Thứ ba sẽ là Kayobi. Chết rồi. Không viết được rồi. Thầy viết dưới nhé. Kayobi. Hikoki de. Đó. Hùng Sẵn Tố Rai siêu no Kayobi. Xin lỗi. Kayobi. Thứ ba thì có thú cụ thể rồi. Kayobi ni hikoki de nihon e ikimasu. Đó. Nhá. Hùng Sẵn Tố Rai siêu no kayobi ni hikoki de nihon e ikimasu. Tuần thứ ba tuần sau tôi sẽ đi Nhật bằng máy bay cùng với Hùng. Thì nếu như không hiểu nhé, nếu có gì không hiểu thì các bạn hãy comment xuống phía dưới này hoặc là nhắn tin cho thầy nhé. Được chưa? Ok, bây giờ bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học tốt.
và thuộc thật nhiều từ vựng. Ok, rồi, xin chào các bạn.